15 giờ chiều nay, Hồ Thủy Điện Hòa Bình mở cửa xả đáy điều tiết hồ chứa sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn khu vực các hồ chứa xả lũ. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố bao gồm Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình về sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hạ du khi hồ thủy điện hòa bình mở cửa đáy điều tiết hồ chứa cụ thể tổ chức thông tin tuyên truyền về việc xả lũ hồ chứa đến các cấp chính quyền người dân khu vực ven sông ra soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người công trình và tài sản khu vực các hồ chứa xả lũ bao gồm công trình đang thi công lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông ven sông phương tiện vận tải thủy các bến đỏ hoạt động khai thác khoáng sản sản xuất kinh doanh canh tác nông nghiệp trên bãi sông